là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm là ba điều. Một, làm phước là quỷ khiếp thần khâm. Hai, đừng có mang nợ cái thành phần bên kia thì bây giờ quỷ nó khiếp thần khâm. Ba là chúng ta cố gắng niệm Phật. Thì mà nếu như chúng ta được niệm Phật như vậy là ba điều đó là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm mới ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, đúng không? Tám, mới ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm phát bồ đề vững chắc nè, rồi giữ đừng cho ma dương dẫn dắt thượng nhất câu đại lực đại hùng. Vậy thì bây giờ ráng nha, ráng câu ba cái nam dùng đạo là ráng đừng cho ma dương dẫn dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng. Vậy giờ ma dương dẫn dắt là ma dương nó là sao mà nó dẫn dắt mình? Thôi giờ ma dương nói cho nhiều được cô bác anh em dùng đạo, nhưng mà nó có ba con ma lớn là thuộc về đầu não, 13 con ma nhỏ mà trong khi nó theo cái lệnh chỉ huy của nó. Ông tám hỏi ông tám. Nam mô về Phật. Vậy mời ông tám đi. Ông tám giờ dễ gì quên, ông tám giờ ta đã phát triển dữ lắm rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Để Đức Thầy, kính thưa giảng viên, trong giáo lý Đức Thầy có câu ráng tu cho quỷ khiếp thật khâm được tam phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thì tu cách nào cho quỷ khiếp thần khâm và câu đại lực đại hùng như thế nào, xin giảng viên giải dùm. Thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo cái tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo nêu lên là ông tám nêu lên trong đây bốn câu, mà trong bốn câu đó là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, phải không? Được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lục đại hùng là bốn câu thôi chứ quý vị. Vậy thì bốn câu giảng này được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong quyển năm á, tất nhiên là cái quyển khuyến thiện. Mà quyển khuyến thiện này đó thì quý vị mình được biết hồi nãy tôi có xuất xứ Đào Hen, để tiết kiệm trong thời gian đi là không có xuất xứ nữa, mà biết đây là bốn câu giảng này nằm trong quyển khuyến thiện mà được đồng đạo trích ra bốn câu cho chúng tôi bàn là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm phát bồ đề vững chắc. Vậy thì bây giờ mình tu bằng cách nào để cho quỷ nó khiếp thần cho nó khâm? Vậy thì bây giờ là khiếp với khâm thì cái nghĩa nó cũng vậy, mà quỷ với thần thì nó cũng vậy. Như vậy là quỷ thần nó khiếp khâm mình là mình tu phải cái đức cao hơn, nghe ông tám. Còn cái đức mình thấp hơn đó, hoặc giả là cái tư tưởng của mình mà đồng hành cùng với nó không ngán, không có ngán mình. Mà khi muốn cho nó ngán mình là ít ra coi như là mình phải trên cái địa vị nó, ít ra mình phải cái đức độ mình cao hơn nó thì nó mới ngán mình. Cô bác anh em trong đạo, thấy không? Bây giờ tôi đưa lên cái ví dụ đi, bạn bè của mình ngang ngang với nhau đó, có khi nào nó ngán mình không? Ngán không quý vị? Không bao giờ ngán. Mình bây giờ mình uống rượu, bạn lại nói mày đi uống rượu với tao coi, có ngán mình đâu? Không bao giờ nó ngán mình. Mình cờ bạc, rồi bây giờ trong khi đó nó rủ mình đi đánh cờ đánh bạc, nó đâu có ngán mình, thấy không? Rồi bây giờ mình đi đá gà thì nó quay nó mới nè mẹ không đi đá gà với tao coi, không thì nó đâu có ngán mình đâu, nó rủ mình đi. Nhưng mà bây giờ ngược lại nghe, ngược lại nếu như bây giờ quý vị tu ăn chay niệm Phật, bây giờ nó rủ mình đi uống rượu, rủ hoài, rồi trong khi đó bây giờ ông không đi, bây giờ nó ngán mình không? Nó ngán quý vị, nó phải ngán mình thôi. Tất nhiên bây giờ hồi xưa tất nhiên là nó rủ đâu mình đi đó, mà bây giờ nó không, nó rủ mình không đi là nó ngán mình rồi, phải không?
Đó, tất nhiên ở đây muốn nói là tất nhiên người tu chúng ta là phải có đức độ hơn nó, là nó mới ngán mình. Cho nên trong sách mới bảo cho chúng ta biết môn nội hữu quân tử, môn ngoại quân tử chí. Môn nội hữu tiểu nhân, môn ngoại tiểu nhân chí. Đúng không? Cũng như hôm nay nè, nơi gia đình đồng đạo mạnh nè, ăn chay niệm Phật và tu hành làm từ thiện xã hội. Trong ngày lễ kỷ niệm này, quý vị mình thấy không? Toàn đồng đạo của chúng ta cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng từ thiện xã hội đó. Thì dễ thấu, phải không? Mà nếu như gia đình hôm nay đồng đạo mạnh coi như là trong khi đó rượu chè be bét rồi, bây giờ hỏi đồng đạo mình bữa nay có tới đây không? Không bao giờ tới, đúng không? Thì bây giờ qua câu này nó cũng vậy, là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm. Vậy thì bây giờ là tu sao cho quỷ khiếp thần khâm đây? Mời, mời cùng tất cả đồng đạo cùng với quý vị chúng tôi tham khảo qua cái đoạn giảng như trên nha, để cho chúng ta tu cách nào cho quỷ khiếp thần khâm. Còn cái tu chúng ta đó hen, mà trên trăm cái nhà, dưới trăm cái nhà đó hen, mà hảo thăm đồng đạo rồi đó, nói thời đất ơi, cái ông Tư Phương ông tu ông nói chuyện vậy chứ ông không có làm được cái gì hết trơn trời. Người ta không có ngán mình cái gì hết trơn trời. Là chưa có khiếp mà nó chưa có khâm. Bây giờ muốn cho nó khiếp khâm đó làm sao đây? Bây giờ mời cùng quý vị chúng tôi tham khảo, để cho chúng ta có cái cách tu để cho quỷ thần khiếp khâm mình. Cô bác anh em chồng đạo, mà đoạn khác đức thầy bảo cho chúng ta biết đó là tu cho kẻ bạo khiêm nhường. Thấy không? Mình tu làm sao mà cho kẻ bạo nó khiêm nhường mình? Tất nhiên là nó sợ mình, ngán mình. Nhưng mà tôi nói quý vị mình hen, là khi chúng ta hung ác bằng cỡ nào đi chăng nữa, cũng có người người ta ác hung hơn mình. Mình tài ba chừng nào đi chăng nữa, cũng có người ta tài ba hơn mình. Nộn thảo phả xương, xương phả nhật. Ác nhân tự hữu ác nhân ma. Cỏ non thì sợ xương, xương á thì sợ mặt trời. Ác nhân tự hữu ác nhân ma. Mình ác đó hen, mình hung đó hen, có người ta hung ác hơn mình, ta không có sợ mình đâu. Nhưng mà cuối cùng quý vị mình biết là những người hung ác nó sợ ai cô bác anh em trung đạo? Sợ người hiền, đúng rồi. Mình hiền riết cũng bắt đầu người ta sợ không? Mình tu riết người ta chọc mình, người ta nói nặng nói nhẹ, nó hơn nó thua, nó cao nó thấp, mình đủ thứ. Mà mình không động la gì chân, riết còn bắt đầu sợ không? Vậy thì bây giờ cái người hiền nó mới sợ. Cũng như ông Tám bắt đầu trong thời gian trước ha, lúc bỏ uống rượu nhậu be bét này kia ha, ông quậy chuyện này chuyện kia đó, không ai sợ. Mà tới chừng sau này ông ở nhà hai chúng, bắt đầu ông ở đi với đồng đạo, đi đám làm từng giết ha, chọc ổng, ổng không có trả lời tới lui chân trời, ai nói gì nói. Riết ta nói thời ơi, ông Tám ông hiền thấy sợ thôi. Hiền giết mà nó sợ. Còn ngược lại nghe người ta nói cái câu này là mình không nên nghe. Người ta nói cái ông đó ông hiền dữ lắm nghe, là không được nghe. Hiền mà hiền dữ lắm là không có được. Hiền thấy sợ thì được, nghe không? Chứ còn mình hiền mà trong khi nó khoa cái gì đó mà ta thấy được, có thời được cái ông đó mà hiền dữ lắm mà. Thì cái chỗ đó không tốt, cô bác anh em chung đạo, nghe không? À. Thôi bây giờ chúng tôi coi như là cho quý vị được biết cái trong khi đó là chúng ta muốn được là quỷ khiếp thần khâm, chúng ta phải làm những điều kiện như trên. Làm gì ông cháu, ông Tám? Bây giờ chúng ta phải đọc hết một cái đoạn giảng của Đức Thầy chúng ta mới thấy. Không cắt ngang gì làm sao chúng ta thấy được, phải không? Đây, Đức Thầy mới bảo cho chúng ta bây giờ chúng ta phải làm ba mục. Mà ba mục này đó hen là chính thức tất nhiên là quỷ khiếp thần khâm liền. Ba mục đó là gì? Đức Thầy cho chúng ta biết trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta bây giờ cứ việc làm phước, cứ việc làm phước thì ở xóm riêng mình, trên trăm cái nhà, dưới trăm cái nhà, bây giờ nó hung bạo mình còn có nè. Mà mình cứ việc làm phước cho nó đi, bắt đầu nó đau bệnh mình là chở nó đi bệnh viện, nó không có tiền bạc cho nó mượn, không cho nó mượn, thôi thì cho luôn, cho mượn qua mốt nó đầu không có nó chửi mình nữa. À, có tiền cho nó luôn,
Rồi bây giờ nếu như bây giờ nó coi như là gặp hoàn cảnh khổ sở gì, bắt đầu mình ra tay giúp đỡ ông Tám. Ra tay giúp đỡ. Thì bây giờ trong khi đó nó sợ mình, nó ngán mình liền. Còn có cái ông này, cô bác, anh em chịu đồng đạo, nó không ngán. Thở đời nay mới hồi coi như là chiều, coi như là cái ganh đất không biết làm sao. Trong khi đó chạm qua chạm lỡ bắt đầu cự lộn. Cái tối lợi xui khiến sao ông chồng á, bắt đầu trong khi nó bị đau bụng á, đau bao tử. Qua nó ông hai, ông làm ơn làm phước coi như là cho tôi xin viên tô hiệp. Tao nói với mày đó, tao cho ai cho, mà cái thằng chồng của mày đó hát là nhất định tao không cho. Mới hồi chiều chữ tao, mới hồi chiều nó chữ tao, bây giờ tao không cho, tao có một bọc tô hiệp mà tao không cho một viên nào chứ trời. Vậy nó ngán không? Hả? Nó còn là tức mình, nó còn chữ thêm nữa cho nó ngán gì phải không? Chứ phải chi bây giờ trong khi đó nó lỡ hồi chiều nó chữ mình rồi, mà bây giờ tới chừng nửa đêm nó đau bụng, nó thời ơi quý vị ha, chồng mày đau bụng thôi bây giờ tao có tô hiệp nè, đâu về mày uống coi như là một hai viên không hết, mà qua mày lấy thuốc khác cho nó uống, còn bằng không mình qua mình cạo gió tiếp nó, phải không? Vậy là trong khi đó nó mới ngán. Có là tao có một bọc nè mà tao không cho đó, chiều mày chữ tao, tao đâu cho, mà tao cho ai cho, tao không cho mày vậy hả? Nó ngán không chứ ông Tám? Không ngán. Vậy thì bà ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, tất nhiên là mình phải làm phước đối với nó. Hung bằng cỡ nào mà mình cũng từ thiện với nó, cô bác anh em chứ đồng đào, vậy nó mới ngán. Tôi nhớ có lần nọ coi như là đi qua bên bãi thiện hen, là dây chặt hết chân, nghe không? Mà tới chừng đồng đạo mới nói tội nghiệp ta dây không có cơm ăn hen, thôi giờ đem bánh mì cho nó ăn. Vậy mà đem bánh mì cho nó ăn, vậy bắt đầu nó thấy gì mà nó ngán mình. Mấy ông đạo vậy cũng tốt chứ, cũng im nghe. Mặc dù mình làm vậy mà nó đem bánh mì cho mình ăn. Cô bác anh em dùng đạo là gán tu cho quỷ khiếp thần khâm là vậy, thấy không? Nên Đức Thầy nói câu này là trong khi đó là một trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên là chúng ta coi như là chúng ta làm phước đi, là trong khi đó là quỷ khiếp mới thần mới khâm. Rồi một thứ hai sao? Quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niệm ơn nghĩa toàn đền dứt nợ, đúng không? Toàn đền dứt nợ. Vậy thì bây giờ tôi ví dụ thôi nha, ví dụ như bây giờ tôi thiếu nợ không? Thiếu nợ coi như là đồng đạo đây. Bây giờ tôi cứ thiếu nợ ông hoài, ông có ngán tôi không? Ông thiếu nợ tôi một đống, ông không trả nữa mà tôi ngán ông gì? Chừng nào mà ông thiếu nợ tôi đó thì ông mới ngán tôi. Mà bây giờ mình còn thiếu nợ người khác là bây giờ người ta không ngán. Cho nên trong gia đình của mình nghe mấy chị, vợ chồng của mình tất nhiên là còn nợ nần với nhau, vô quan trái bất thành phu phụ, mà không quán cừu không thành nghĩa cha con. Cho nên cái người vợ mà sở dĩ mà không sợ ông chồng đó là điểm mặt ông chồng, tại ông còn thiếu nợ tôi không có sợ ông, không? Cho nên mình bây giờ mình gán làm sao để mà mình dứt khoát là mình không còn thiếu nợ ông, còn thiếu nợ tôi nữa, không? Rồi bà vợ, trong khi ông chồng đó, là trong khi đó bà vợ bà không sợ cũng vậy, nó nói mà bà không nghe nữa. Nó bây giờ coi như là tại coi như là ông còn thiếu nợ tôi. À, trong khi đó đó là còn thiếu nợ với nhau là không bao giờ sợ. Mà mình cố gắng làm sao dứt nợ là người ta sợ mình liền, có bác anh em chân đạo. Dứt nợ đó là gì? Không dai nữa, không tạo nữa, không là làm thêm nữa. Thì bây giờ trong khi đó coi như là nợ trước quan gia thì bây giờ trả, nhưng mà cái nợ sau tất nhiên là trong khi đó là chúng ta không tạo thêm nữa. Vì vậy cho nên con vợ quan gia đã lỡ gây lao khổ nếm đầu thôi đáng trả, bây giờ mình trả xong dứt khoát rồi là không có ai mà làm gì mình được. Còn bằng không nữa là mình còn thiếu nợ, không bao giờ nó sợ. Vậy thì bây giờ chúng tôi ví dụ vậy thôi nha. Ví dụ vậy thì bây giờ ví dụ như bây giờ mà quý vị mới đi ra ngoài chợ đi, mà bây giờ là còn thiếu tôi mà là 1 triệu 2 triệu, tự nhiên bây giờ tôi gặp mặt là tôi nhớ đi, ông còn thiếu tôi 2 triệu bạc nữa, thấy không? Rồi bây giờ trong khi đó coi như là ông muốn tôi làm cái gì tôi đâu có sợ. Vậy mà trong khi đó tôi trả dứt nợ ông rồi, bây giờ 2 triệu bạc tôi trả dứt ông rồi đó hen, là mơi mốt đi ra đường đi bất ở đâu bất cứ coi như ông gặp tôi gặp ông, ông với tôi không có dính dáng gì hết, tôi không bao giờ sợ ông được. Cái chỗ này là tôi cho quỷ khiếp thần khâm nè. Cho nên coi như là cái phần tà đó nó lợi dụng mình, rồi bắt đầu nó tạo điều kiện cho mình dính nợ với nó, không? Khi mà dính nợ với nó rồi bắt đầu nó không sợ mình, cô bác anh em dùng đạo. Đó là một thứ hai mà Đức Thầy nói là niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Rồi tới sao nữa? Ao sen báo Tây phương đua nợ, chờ chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nó mới tới cái câu đây đó, cái câu ông hỏi đó, nghe không? Thì bây giờ nếu như chúng ta niệm Phật chí tâm rồi bắt đầu là cái vấn đề mà thần khâm quỷ gì cũng phải khiếp. Tại vì chúng ta niệm Phật mà cứ lơ là,
niệm Phật mà không có nhất định, niệm Phật mà không quyết chí, thì làm sao mà trong khi đó là mà coi như là tà ma nó sợ mình. Thẳng như lâm phải nạn sầu khuyên khuyên con phải mật niệm thường câu Di Đà, chẳng những được trừ tà diệt quái, còn lại thêm thoát ải ghe trong. Con đừng hèn nhát nơi lòng, Tây Phương có Phật hộ tùng ngày đêm. Còn Đức Thầy bảo cho chúng ta Di Đà lục tự gắn ghi, niệm cho tà quỷ, vậy thì gian ga. Cho nên bây giờ chúng ta cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là trong khi đó là tà ma quỷ quái gì bây giờ nó cũng phải ngán mình, cũng phải sợ mình. Cô bác anh em trường đạo à, tôi kể cho quý vị nghe cái chuyện này á, lên trên clip không biết, xong khi đó là quý vị ai nghe nghe nghe. Có lần nọ đó nghe, ông Năm Mảnh không biết ông có đây không ta à, ông bị là côn đồ nó đánh, mỗi lần nó đánh ông một cái bóp Nam Mô A Di Đà Phật, đánh ông một cái bóp Nam Mô A Di Đà Phật. Có ông Tâm Nhàn không biết đó, nói cái gì mà tôi đánh ông niệm Phật hoài á. À, tao niệm Phật vậy tao quen rồi, mày đánh tao cái tao niệm Phật cái vậy, mày đánh tao cái tao niệm Phật cái, có ai lời ai lỗ. Cuối cùng rồi nó thôi ông niệm Phật hoài, tôi hơi sức nào tôi đánh ông. Cái hỏi ông vậy chứ bây giờ tôi hỏi thiệt ông, bây giờ hồi nãy giờ có ai đánh ông chưa? Ông nói tôi mới bị bánh đánh đánh rồi. Nó vì bộ ông bị đánh rồi hả? Nó ừ, thôi đánh rồi thôi tôi không đánh nữa. Nhờ Nam Mô A Di Đà Phật quốc ông cái Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, mà trong khi đó là thần khâm quỷ khiếp luôn. Đây là chuyện thực tế mà, đâu phải không có đâu. Chuyện thực tế rõ ràng luôn. Đánh ông niệm Phật, đánh ông niệm Phật. Mời mốt quý vị mình hen, ai có chửi mình niệm Phật, ai có đánh mình niệm Phật. Mà hơi sức nào người ta chửi, hơi sức nào người ta đánh mình niệm Phật, riết bắt đầu là nó ngán mình luôn. Ngán luôn rồi bác anh em trong đạo. Đây là chuyện thực tế chứ không phải là không có đâu. Đó. Vậy thì bây giờ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà được đồng đạo coi như là nãy giờ đã bàn lên đó, là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, là ba điều. Một, làm phước là quỷ khiếp thần khâm. Hai, đừng có mang nợ cái thành phần bên kia thì bây giờ quỷ nó khiếp thần khâm. Ba là chúng ta cố gắng niệm Phật. Thì mà nếu như chúng ta được niệm Phật như vậy là ba điều đó là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm mới ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm. Đúng không Tám? Mới ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm phát bồ đề vững chắc nè, rồi giữ đừng cho ma dương dẫn dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng. Vậy thì bây giờ ráng nha, ráng câu bác anh em trường đạo là ráng đừng cho ma dương dẫn dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng. Vậy giờ ma dương dẫn dắt là ma dương nó là sao mà nó dẫn dắt mình? Thôi giờ ma dương nói cho nhiều được cô bác anh em trường đạo, nhưng mà nó có ba con ma lớn là thuộc về đầu não, 13 con ma nhỏ mà trong khi nó theo cái lệnh chỉ huy của nó. Vậy là ba con ma lớn đó là ba con ma gì? Ba con ma lớn đó là Đức Thầy cho chúng ta khuyết biết đó là khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Mà quỷ dắt đường công đó là ba con ma, đó là tham sân si chớ để trong lòng. Đó là mau trở lại đừng theo tà quỷ. Tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Đó là ba con ma lớn, ba con ma lớn nghe. Giữ đừng cho ma dương dẫn chắc, tất nhiên là ba con ma lớn này. Rồi 13 con ma nhỏ nó theo cái lệnh chỉ huy của nó. Là 13 con ma đó là gì? 13 con ma đó tất nhiên là thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Đó là thắng thất tình, giữ dạng đạo trung, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm. Thập tam ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Đó là 13 con ma. Mà 13 con ma đó là hỷ nộ ái ố ai cụ dục. Đó là mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Là mình muốn cũng ma, mình giận quá cũng ma, mình yêu quá cũng ma, rồi mình ghét quá cũng ma, rồi mình mến quá cũng ma. Cái nào cũng ma không. Mà Đức Thầy bảo cho chúng ta biết là giữ đừng cho ma dương dẫn dắt. Cho nên cái nào mừng quá bắt đầu mình giật lại, nó thôi đừng mừng quá, thấy không? Rồi cái nào ham muốn quá mình giật lại, đừng có ham muốn quá, thấy không? Rồi cái nào giận quá bắt đầu cái mình giật lại, thôi đừng có giận quá, giận quá bị con ma. Thôi giờ ba cái đó mình đừng có giận nữa, thấy không? Đó là hỷ nộ ái ố ai cụ dục, mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Cái nào cũng bị ma hết cô bác anh em trong đạo, thấy không? Đó là giữ đừng cho ma dương dẫn dắt. Mà thắng thất tình, giữ dạng đạo chung, tất nhiên là muốn thắng được nó là chúng ta phải giữ cái con đường trung đạo, tất nhiên là ở chính giữa mới được cô bác anh em trong đạo. Là trừ lục dục chứ cho ô nhiễm. Vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng mà được ông Tám nêu lên, đó là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm,
là làm được ba điều kiện như trên: một làm phước, hai dứt nợ, ba là niệm Phật. Thấy không? Đó là qua câu đầu. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, là chúng ta được cái phát tâm bồ đề kiên cố, là không có cái gì bằng. Mà muốn cái bồ đề mình kiên cố vững chắc là chúng ta phải giữ cái tâm bồ đề mình là sao? Là chữ bồ đề như cội bá tầm, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Vậy thì bây giờ coi như là cái chữ bồ đề mình như cội bá tòng ngang tám, mà cái cội bá tòng đó là sao? Là Phật tử phải như tòng bá, suốt bốn mùa màu lá vẫn xanh, nắng mưa ấm lạnh mặc tình màu xanh vẫn được trọn vẹn màu xanh. Vậy thì bây giờ coi như là chữ bồ đề của mình giống như cái cội bá cái tòng, mà cây bá cây tòng thì bốn mùa không thay đổi lá. Còn mình bây giờ đối với đồng đạo của mình bốn mùa, thấy không? Thì bây giờ mùa xuân có, mùa hạ có, mùa thu có, mùa đông có. Mà đồng đạo hãy khen mình đó, tất nhiên là cái mặt mình là có mùa xuân, có mùa xuân. Tới chừng chê mình bắt đầu có mùa hạ liền, bắt đầu ủ rũ liền, thấy không? Như vậy là đâu phải là bồ đề. Mà bồ đề là bốn mùa màu lá vẫn xanh, tất nhiên là bây giờ coi như là nắng mưa ấm lạnh gì cũng không thể thay đổi. Còn mình bây giờ coi như là khen chê đồng đạo đó, mà mình cứ thay đổi cái mặt mình hầu mùa xuân, hầu cái mùa hạ, hầu cái mùa thu, hầu cái mùa đông. Cái mùa đông cái lạnh dờn cái mặt hả? À, trong tâm vừa muốn mưu phiền thì là ngoài mặt cũng liền kéo mây. Là bây giờ cái mặt mình đổi lại bốn mùa, là trong khi đó đâu phải là bồ đề. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói qua câu này, đó là được tâm phát bồ đề vững chắc. Là bồ đề vững chắc tất nhiên là bốn mùa ai khen ai chê, ai nói nặng, nói nhẹ, nói hơn, nói thua, nói cao, nói thấp, nói mặn, nói lạc, nói thị, nói phi, nói phải, nói trái, nói gì đó nói kệ, ai nói sao nói. Bây giờ bổn phận mình giữ, mặc tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng qua chỗ nhị đơm thì là trần thế mới hồng mẹ qua. Ai thương ai ghét mặc tình phận mình, cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây dưng lĩnh phân tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gia. Ai thương ai ghét gì đó kệ, thấy không? Mình không quan tâm tới đó. Vậy thì bây giờ chắp tay niệm Phật Di Đà thì lòng ta biết ai mà mặc ai kệ, không quan tâm tới. Đó là chữ bồ đề như cội ba tầm, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Là chúng ta giữ được như vậy là chắc chắn rằng là chúng ta sẽ được thành công kết quả của bác anh em chân đạo. Vậy thì qua bốn câu giảng này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết, và xin trả lại chân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn không có, xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật.